chào các bạn có thể thấy rằng hiện nay các công ty vận chuyển làm ăn kinh tế phát triển và xu thế toàn cầu tiếng trung quốc đã trở nên rất phát triển mở ra tiềm năng và cơ hội việc làm rất lớn cho những bạn giỏi tiếng trung quốc trên thế giới tổng số người sử dụng tiếng trung đã chiếm số lượng đông đảo đây chính là một thị trường tiềm năng để triển khai các hoạt động kinh doanh và hội nhập toàn cầu ngay tại việt nam các khu công nghiệp hay các công ty của người trung quốc tại việt nam rất lớn vì vậy học bổ sung kiến thức tiếng trung là điều cần thiết và là cơ hội giúp bạn dễ dàng làm việc tại các doanh nghiệp này hơn hoặc khi các bạn có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài công tác tại các thị trường sử dụng phần lớn tiếng trung như đài loan singapore bắc kinh có kỹ năng tiếng trung là điều kiện thuận lợi cho các bạn trên mọi phương diện nhằm giúp các bạn có nhu cầu phát triển kỹ năng tiếng trung của mình học viện chúng tôi có mở lớp tiếng trung online giúp bạn lộ trình học online dễ dàng có thể học bất kỳ đâu với tài liệu hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao chúng tôi giúp học viên thành thạo các kỹ năng nghe nói đọc tiếng trung trong giao tiếp hàng ngày giao tiếp công sở và giao tiếp với đối tác thuận tiện dễ dàng hơn hãy tham gia vào group học tiếng trung online chúng tôi để link trong phần mô tả hoặc bên dưới bình luận anh chị nhé